Con xin chào cô dì chú bác. Con tên là Oscar, con là Minh Phiêu. Con tên là Thu Thê, con là Trả Lưới. Chào mừng cô dì chú bác từ bữa chim nụ của nhà con. Sau đây là tiếp một bài tay của bà con. Nếu thấy hay cô dì chú bác hãy đăng ký ủng hộ cho con nhé. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách ra cà phê thủ công. Nó đáp ứng được những tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Không những chúng ta dùng để uống mà chúng ta có thể kinh doanh mở quán cà phê. Nó chất lượng không kém gì chúng ta rang bằng máy, những công nghệ hiện đại. Nào, mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Trước hết đó, chúng ta cần tìm một cái lon sữa của em bé. Ai mà không có thì ra chỗ phế liệu á, xin người ta cho, tại vì cái lon này cũng không có bao nhiêu tiền hết á. Nhớ là chúng ta phải tìm cái lon nó có cái nắp bằng sắt nha, khi mình làm nó mới được, cái còn mà nắp nhựa là làm không được đâu. Thì chúng ta lấy cái đinh, chúng ta đục cái lỗ, hoặc là khoan cũng được, chúng ta đục cái lỗ để cho nó thoát khí và nó thoát khói ra. Không biết là cũng vậy, chúng ta nên cũng đục cái lỗ. Rồi sau này chúng ta làm cái chốt để mà gài, để khi mà chúng ta quay á, cái lon nó quay theo luôn, không? Nó không bị tuột. Rồi chúng ta còn cái cây này, chúng ta ra chỗ bán bộ lỗ ốc vít á, chỗ điện nước á, chúng ta mua một cái gài 8 ly. Giờ chúng ta uống như thế này. Đó, nó như vậy nè. Rồi tiếp theo á, chúng ta cần có một cây sắt vuông 3 phân, 2 phân, 1 phân 6, 1 phân 4 gì cũng được hết đó, để chúng ta làm cái đế. Rồi, giờ mình sẽ dẫn các bạn ra xưởng để mà làm cái khung nha.
sau một hồi hàn xì chúng ta đã có được cái đế như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt vô cái bếp ga. Cái lon này á chúng ta rang được 7 lạng, nhưng mà mình đang rang thử rang mẫu thì mình rang chừng nửa ký cà phê thôi. Cái đây là nửa ký cà phê mình đổ vào. Rồi, đậy nắp cái kính vào. Mở lên. Rồi, không chơi gì nữa, chúng ta bắt đầu quay tay. Một cái que thôi. Tốc độ chúng ta quay chậm thôi, đừng có quay nhanh quá. Cà nó cuộn theo cái chống rang. Không có đều. Bạn thấy không? Đơn giản mà hiệu quả. Chúng ta làm chỗ này không cần phải đầu tư một cái máy rang vài chục triệu để mình rang cà phê. Cái này cái tốn rất là ít tiền mà mình bảo đảm với các bạn chất lượng cà phê rang ra không thua gì cái máy cắt tiền hết á. Hãy ở đấy coi là sẽ biết coi thử nó hậu quả hay là hiệu quả nha. Còn muốn mình thử không? Dạ có. Con vô quay đưa điện thoại con quay cho. Bạn thấy dễ dàng không? Không biết nó cũng làm được rất là nhẹ nhẹ nhàng. Nó giờ bắt đầu chúng ta thấy khói bốc lên rồi đó, cà phê sắp chín rồi, bắt đầu nổ rồi, nghe nó tắt nó tắt. Chúng ta đục cái lỗ á có ba tác tác dụng. Thứ nhất là để cho nó thoát khí, thứ hai á nó để thoát khói, thứ ba á mình ngồi đây là mình thấy được hạt cà phê. Mình thấy cái màu hạt cà phê nó chín lên tới đâu rồi mình điều chỉnh. Các bạn làm cái kiểu này á đúng không, một quét cà phê nhỏ chúng ta ngày bỏ ra chừng một tiếng đồng hồ đang bằng cái kiểu này. Một mẻ này á thì hơn 10 phút thôi, mà một ngày chúng ta bỏ ra chừng một tiếng đồng hồ rang thôi, ngồi cũng quay tay thôi. Chúng ta bỏ ra một tiếng đồng hồ để chúng ta quay tay rồi chúng ta bán. Thật sự giàu chứ không phải đơn giản đâu. Mấy mẻ cà phê một ngày một quán nhỏ mà ngày bán mấy cái cà phê là thu nhập cũng thế đó, lương ngang ngửa giám đốc á, mà chúng ta không đầu tư nhiều. Cái lon thì lụm đúng không, còn cái sắt này, cái khúc sắt thì ra cái phế liệu mua chừng vài chục ngàn. Ai biết hàng thì chúng ta hàng, còn ai mà không biết hàng á thì chúng ta ra chỗ cửa sắt á nhờ người ta hàng mấy chục ngàn nữa, hơn 100 ngàn. Rồi sắm cái bếp ga, bếp ga hơn 100 ngàn nữa, mà bếp ga chúng ta ngồi ra cà phê chúng ta còn nấu lẩu nữa đúng không, rẻ. Quá rẻ, quá chất lượng. Cái này phù hợp cho tiêu chí những bạn nào mà thích ngon bổ rẻ thì chúng ta làm này thật sự ngồi rất là thú vị. Nhiều lúc chúng ta đang bằng cái máy rang á, cái máy hiện đại bây giờ á thì nó có cài nhiệt độ
và thời gian hết rồi, chúng ta chỉ nhấn nút và đợi cà phê chín thôi. Nhưng mà chúng ta ra chỗ này á, rất là thú vị đúng không? Chúng ta thử được một cà phê, chúng ta thư giãn đầu óc, chúng ta gợi nhớ lại thời kỳ rang cà phê từ xa xưa. Ông mẹ còn thô sơ á, hầu hết là quay tay, rang chảo với lại quay tay. Rất là thơm, ngào ngạt, hấp dẫn. Các bạn thấy không, nó không quay lại gần đây cho mọi người thấy nè. Mình làm cái lỗ á, cái vỏ nó ra hết, nó không bị cháy, nó không bị ém mặt cà. Các bạn thấy không, khói bắt đầu là nghi ngút rồi đó. Cà phê sắp được rồi đó. Rồi, nổ giòn rồi, bắt đầu ok rồi. Tắt đi, tắt đi cho nó tự quay đi. Nó quay một chút nữa. Không có quay thì làm đi nè. Rồi cũng được á, thơm đó. Rồi chúng ta cứ bỏ vào này, cũng quay gần nè. Nhớ lấy cái thục vít ra, cậy cái nắp ra. Cái thùng nóng. Chúng ta sàng bớt cái vỏ đi. Mình chỉ tràn chút. Vừa sàng cho nó bớt cái vỏ, vừa cho nó nguội bớt. Cà phê nóng hổi, vừa thổi vừa uống. Không quay gần à. Các bạn thấy không, cà phê rất là đều màu, không thua gì mình rang máy hết á. Đẹp nữa. Cái này là cà chế biến khô bình thường nè, cà bình dân nè, chứ không phải cà chất lượng cao đâu. Chất lượng cao nó còn đẹp nữa. Rồi chúng ta đổ vô này. Tạm thôi, tạm nấu thôi. Và chúng ta dùng cồn. Đây là cồn để rửa tay, chứ không phải tẩm cà phê. Bỏ đây. Rửa tẩm cà phê đây, của đây nè. Cũng là cồn, nhưng mà cồn mới là cồn rượu, rượu mình uống được á. Chúng ta tẩm vào một ít rượu. Không có được nữa. Chúng ta cố lên tẩm nó. Các bạn biết tẩm rượu để làm gì không? Cung rượu nó có cồn. Cồn nó có tác dụng là mình diệt nấm mốc, diệt vi khuẩn rất là tốt. Nó có tác dụng bảo quản cà phê nữa. Thật sự nhiều bạn á thích uống cà phê mộc. Nhưng mà không hiểu rằng cà phê mộc chưa chắc là nó đã tốt sức khỏe, nó đã sạch. Tại vì cà phê mộc á mình để trong thời cái bảo quản mà không tốt á, trong thời tiết mà mưa ẩm rồi đó, một thời gian sau á nấm mốc nó sẽ mọc lên hạt cà phê nè, chúng ta uống nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Các bạn nên, nếu muốn cà phê mọc á, nên tẩm ít rượu vào để cho nó khử mùi khói. Thứ nhất là khử mùi khói, thứ hai là giết mầm bệnh vi khuẩn và nấm mốc, để chúng ta bảo quản được cà phê nó lâu hơn, uống cho tốt hơn, sức khỏe hơn. À, các bạn thấy cà phê rang rất là đẹp đúng không? Và pha phin thì mình rang đậm, pha máy thì rang nhạt hơn chút, pha phin thì rang màu này là chuẩn, uống cà phê nó đậm đà. Đây là đúng gu của người Việt Nam. Bây giờ xong chúng ta sẽ xay thử để chế một phin coi chất lượng nó tới đâu.
quay cái hộp cà phê cảnh nè, các bạn thấy không, cà phê nó cái màu pha phin kiểu này là chuẩn, không còn chín. Bây giờ chúng ta chế thử một phin nha. Xong, cà phê đã xong, giờ chúng ta sẽ thử như thế nào. Đánh lên. Cái cách mà mình hướng dẫn các bạn để đánh cà phê để khỏi văng như vào người, nhiều lúc nhiều bạn mặc áo trắng đó, mình đánh nó văng vô người thì giặt không ra. Chúng ta cầm cà phê nè, ly cà phê nè, đúng không? Chúng ta nghiêng ra đằng trước, đừng có nghiêng vô người mình, nghiêng đằng trước. Đánh đéo mạnh, nó cứ văng ấy, cũng văng ra ngoài. Nó không văng vô người mình. Rồi chúng ta đánh mạnh thoải mái, đánh vô tư, nó sẽ không bị văng vào áo. Rồi. Tuyệt rồi. Nếu các bạn bán ít á, mỗi quán bán ít á, đừng nên mua cái máy tốn chi, mà một cái máy một ký tầm tốn khoảng 40 triệu cái máy mới á, rất là phí. Mua cái lượm bi lông về quay tay, nó đơn giản mà cực kỳ hiệu quả, khỏi tốn kém. Nhiều lúc nó có những cái thuốc mà cái máy cà phê hiện đại nó không có đâu. Không còn mùi khói, cà phê đậm đà. Nói chung là cà phê mình rang thì không lẽ mình cứ khen cà phê mình ngon miết. Người ta nói mèo khen mèo dài đuôi. Các bạn muốn biết nó ngon như thế nào, có giống như mình nói hay không, thì các bạn thì làm thử một cái nó đơn giản lắm. Mình không biết làm á, thì mình ra thử sắc á, kêu chỉ cho người ta làm. Người ta làm xong rồi mình về mình ra. Cảm ơn các bạn, video tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay á, thì xin cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực để ra những video hay hơn. Mình bảo đảm với các bạn, phía sau này sẽ có những video rất là hay ho về chủ đề cà phê. Xin chào các bạn, chúc các bạn một mùa dịch an lành.